Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Lộc. Và chào mừng các bạn đã quay lại với một cái video khác về reaction TikTok VN. Tôi có làm một cái tập rồi nhưng mà anh em không ủng hộ nhiều lắm. Tôi đoán là do tôi thiết kế cái màn hình nó hơi ngu học một tí. Chính vì thế tôi đã thiết kế lại cái màn hình nhìn cho nó đỡ ngu học hơn rồi. Mong là các bạn sẽ ủng hộ tôi bằng một like và một nút đăng ký kênh để tôi làm những cái video tiếp theo nha. Để tôi có động lực làm những cái video reaction khác về TikTok. À đây là cái meme mà con mèo đầu nó lắc lắc à. Đây chính là khởi đầu của cái meme đấy à. Chả hiểu là cái gì con đầu con mèo nó. Vậy nó cũng thành meme. Biết hiểu. Ái à, khôn thế nhỉ. Khôn đi. Hơi lạc. Hơi lạc, hơi lạc, hơi lạc. Oh my. Biến hình à, chen biến hình à. Oh. Đại chiến mèo. Đại chiến mèo. Lại em không hiểu cái meme này nó là cái gì luôn ấy. Tôi không hiểu cái meme này nó có cái gì. Sướng như chó là có thật cơ bro ơi. Chó hoàng thượng à. Có hai gọi là vương phi. Hai tỳ nữ chứ, hai tỳ nữ chăm sóc đến tận răng. Oh my. Sướng như chó là có thật. Ui phê. À, phê quá. Các em làm tốt lắm. Có cái chân thì chắc chắn. Có cả hậu cung, có cả tỳ nữ là chó thật cơ rồi ạ. Chơi game VR ngoài đời thật, chơi game thực tế ảo ngoài đời thật. Game thực tế ảo ngoài đời thực. What the hell? Phê, thằng bé phê. Đúng cái dạo xuống không? Quấy vật à? Đúng sau cái dạo xuống. Ờ, đúng cái dạo xuống không? Quấy vật biển đó không bro? Ôi quái vật biển trong đại hải trình này. Holy shit. What the hell? You... đại hải trình à. Oh my god. Đại hải trình. Ơ con mèo này nó ghép vào hay là thật đấy? Nhảy hay phết. Ui. Giả cho cả tiếng chim luôn. What? Cái này gọi là gì? Chen múa quạt nhưng mà quạt hết điện à? Đang múa tự nhiên tắt điện. Chen múa quạt tắt điện được không bro? Mà thấy nó cũng không khớp nhạc lắm hay sao ấy. What the hell?
Lần nãy mà dân nó tìm thấy thì thôi đấy, không còn hàm răng mà ăn cơm luôn. Jenny. Cũng từ lần đầu tiên được nhìn thấy đít của Jenny cơ bro ạ. Cái này chắc một ngày tôi phải ăn tầm 1.000 bữa. Một ngày tôi phải ăn tầm 1.000 bữa bro. Mới tiêu. Cái bữa này chắc là nó chỉ dính vào răng tôi một tí thôi. Dính vào răng tôi được một tí. Nhưng mà nhìn vẫn ngon. Ôi thịt nướng, thịt. Cái này là thịt nướng bơ hay sao ấy. Thế còn trứng cút. Nó dùng cái quả trứng chim cút của nó. Ôi nhìn ngon phết. Cái này mỗi ngày ăn một khoảng 1.000 cái cũng no. Khả năng ăn 1.000 cái cũng no đấy. Holy. Tôi thấy hai quả bưởi nảy gấp rồi. Holy shit! What the hell? What the? Không xem lại câu hỏi cô gái mặc váy đi tất màu gì? Đi tất màu trắng, 100% là đi tất màu trắng. Làm sao mà qua mặt được anh? The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth. Cái gì vậy? Mặt nó học sinh, còn tất cả các thứ còn lại của nó đều là của phụ huynh rồi. Đẹp dễ xinh, ăn không chịu. Ra đường thấy gái ăn khen ngon, trời tôi không hiểu nghĩ gì luôn.